kính mời quý bà con bác mình đến với tiết mục tiếp theo của bạn, cũng là một thí sinh đã tham dự Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Mùa 2 hả? Tập 7. Dạ, dạ. Cũng là giải nhất. Dạ. Phần biểu diễn của bạn Tuyết Nhung. Dạ, bà con bác cho dạ. bạn một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh chị. Xin được cảm ơn nhà tổ chức chương trình, đó là anh Khương Dừa, và xin được gửi đến quý bà con cô bác có mặt tại hội quán hôm nay, cũng như là những quý bà con cô bác đang xem trực tiếp live stream. Xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, chúc cho toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, vạn sự an khang, và sẽ có một buổi tối thật là ý nghĩa. Bài hát được mang tên Nếu Được Làm Người Tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và một ca khúc nữa xin được gửi đến quý bà con cô bác, ca khúc được mang tên Nếu Được Làm Người Tình, một ca khúc rất là đặc biệt của con gái Phi Nhung, mà ngày hôm nay Tuyết Nhung cũng xin mời phép được hát lại. Được làm người tình, lặng vào mắt ai tớ cho hồn bớt say mê. Nếu được làm người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làn gió thoáng môi hôn, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm đôi môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng, lòng đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một hôm chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm, đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất. Còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mắt xôn xao, vì thời gian không đợi còn lời yêu để con biết mê say. Xin đến đi cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Từng mùa
con là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sao mắt xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biệt. Cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người. Cảm ơn những tràng pháo tay của bạn Bác rất nhiều. Dạ cảm ơn bà con cô bác. Chúc mừng Nhung nha. Dạ. Em biết không, gần 3.000 bà cô bác đang theo dõi trực tiếp. Có nhiều bà cô bác nói em đang hát nhép. Vậy chúc mừng em. Dạ. Vậy là coi như là giọng ca của mình là thành công rồi. Giọng ca của mình là hay như là hát nhép vậy. Dạ. Giới thiệu bà cô bác, bạn Tuyết Nhung. Dạ. À, thí sinh của ngôi sao miệt vườn mùa 2. Và dạ, một giọng hát cũng rất là hay, rất là ấn tượng, rất là ngọt ngào. Nhưng mà chắc bạn chưa có được cái cơ hội để được bà con bác biết đến nhiều. Để cái tài năng, cái khả năng, cái đam mê của mình được phát triển hơn. Hy vọng là với cái hội quán ngôi sao miệt vườn thì Nhung sẽ được phục vụ bà con bác ha. Rồi được bà con bác biết đến nhiều hơn. Rồi mai mốt mình sẽ phát triển hơn. Cái tên tuổi mình sẽ được biết đến nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Không, cảm ơn bà con cô bác. Rồi, cảm ơn mà, em nha. Dạ anh, nhưng mà nãy giờ em thấy là tranh cãi rất nhiều trên livestream luôn. Không ấy, anh cho Nhung hát lại một câu mà không nhạc được không? Ban nhạc là đang like nè. Dạ. Rồi bạn cũng đang hát like nữa. Dạ bà con bác khán giả ở đây nãy giờ mình nghe mình có cảm nhận được bạn Nhung hát like hay là hát nhép không vậy? Mình hát like không? Ở đây mình xem mình biết. Bây giờ bà con bác khán giả đang xem trực tiếp cho nên là nhiều khi ở xa quá bạn bác nhìn không rõ. Chứ giờ em hát lại một thử một xíu rồi anh một câu đi của bài Nếu Được Làm Người Tình phải không? Để dạ bà con cô bác cho em một tràng pháo tay lì xì đi ạ. Dạ. Dạ. À vậy thì con xin phép hát lại một ca một câu với bài hát. Một đoạn. Dạ, một đoạn. Chúc mừng em á. Vậy mừng á. Nếu được làm người tình lạc vào mắt nơi ta cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làn gió thoáng môi hôn. Dạ. Dạ một tràng pháo tay nữa bà con bác ơi. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn. Thí sinh của ngôi sao miệt vườn thì cũng có bạn hát cũng trung bình, có bạn hát khá, có cũng hát, có bạn hát rất là tốt, nhưng mà đa số đến đây thì các bạn phục vụ quý bà con bác bằng cái giọng hát của các bạn. Nói chung được đứng trên sân khấu và được hát phục vụ quý bà con bác được như vậy là rất là vui, rất là hạnh phúc rồi. Dạ rồi, cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn, và cũng Nhung cảm ơn Nhung luôn. Nhung đến từ hồi chiều và chờ đến bây giờ tới cuối chương trình luôn. Và dạ. Khương Dừa cũng rất là vui. Bây giờ chương trình bà con bác cũng vẫn còn đang ở rất là đông. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giọng hát cuối cùng trong đêm nhạc hôm nay. Dạ, mà bà con cô bác đã chờ đợi rất là lâu. Và hôm nay em thấy đặc biệt là bà con cô bác không một ai về hết anh. Cho tới giờ này. Dạ, bữa nay hai MC dẫn mà cũng vui vui sao được nhận hoa nhiều nè. Dạ, cảm ơn con, đứng ra đây con. Rồi. Dạ, bà con cô bác thân mến. Và bây giờ Khương Dược kính mời quý bà con cô bác đến với giọng ca của ca sĩ Quách Tuấn Du. Dạ, mời anh Quách Tuấn Du ạ. À. Quý bà con cô bác ơi, mình vỗ tay thiệt lớn và mình sao ạ? 1, 2, 3. Dạ rồi, bây giờ em nhường sân khấu lại cho anh nha. Dạ, cảm ơn bà con bác rất nhiều. Anh giao luôn. Thật sự là cho con có một chút xíu cảm xúc đến với cái ngày hôm nay. Qua màn hình livestream tại ngôi sao miệt vườn, thì thật ra con đi hát cũng quá nhiều chương trình rồi. Nhưng mà con nghe cái tên, con thấy có một cái gì đó gây một cái sức hút rất là thiện cảm. Là bởi vì nghe đâu đó thì mọi người thấy nó ở có một cái quê hương của chúng ta. Ai ở xa thì chắc chắn nghe chữ miệt vườn là muốn đi về quê.
ở những nơi hiện đại thì chúng ta có quá nhiều thứ, nhưng mà chúng ta có thể lãng quên một cái nơi chôn nhau cắt rốn. Vì vậy, riêng bản thân con thì con đi hát ở Việt Nam cũng như đi hát ở nước ngoài rất là nhiều. Có đôi lúc con nghĩ là con sẽ ở nước ngoài luôn, nhưng mà vì có thể là trái tim của con nó chất chứa nhiều nỗi niềm từ một cậu bé mồ côi lúc ba mất sớm, cho nên là dẫu cho con có thành công hay có thất bại thì con vẫn muốn được sống trên cái mảnh đất quê hương Việt Nam. Dù có đi làm ăn xa, dù có đi nước ngoài, phục vụ bà con kiều bào bên đó cũng rất là yêu mến con, muốn giữ con ở lại hát thường xuyên, nhưng mà con nói cho phép con được đi qua đi lại, con không có nhập quốc tịch, để con có thể được trọn vẹn với lại một cái cuộc sống tại Việt Nam mà bao lâu nay con muốn được được dành hết trái tim của mình để làm những điều ý nghĩa nhất tại Việt Nam. Một lần nữa con xin cảm ơn tình cảm của quý bà con đã đến với ngôi sao miệt vườn trong trước đây và hôm nay rất là đông. Và con đã trải qua rất là nhiều dòng nhạc, con hát nhạc trẻ cũng có, hát nhạc bolero cũng có, hát nhạc quậy cũng có. Nhưng mà về sau này thì con có một cái dòng nhạc thêm nữa, đó là nhạc đời. Chắc quý vị nghe nhạc đời thì quý vị thấy cũng còn mới mẻ đúng không? Tại vì ít có ca sĩ nào mà đang sống trong cái môi trường âm nhạc thương mại mà lại chọn cái dòng nhạc này đi hát, là bởi vì dòng nhạc này chỉ có nhận tình thương, tình cảm nó lớn hơn cái số tiền và kinh tế mà nhận lại được. Vì vậy con đã không quan trọng những cái điều mà ai nói dèm pha, thì con quyết định con vẫn một lòng một dạ hát những bài hát nhạc đời. Cái mục đích chính của con là muốn chia sẻ và thay âm nhạc bằng tiếng nói, ngôn luận của tất cả mọi người. Có thể đâu đó quý vị trong gia đình bức xúc, so đo, hơn thua hay ganh ghét, nhưng mà quý vị không thể nào nói được, thì thôi, thì mình dùng âm nhạc để mình chuyển lời đến những người mà đang gặp cái sự mà gọi là không có hiểu biết điều đó trong cuộc sống. Vì vậy hôm nay con xin được gửi đến bà con một ca khúc cũng của một người nhạc sĩ trẻ đang hit hiện nay, chuyên viết dòng nhạc trẻ, và thậm chí bài hát của anh bán độc quyền hơn 100 triệu đồng, nhưng mà anh vẫn dành một cái khoảng trái tim riêng của anh để viết cái dòng nhạc đời và tặng riêng cho con, cũng không phải là mua bán luôn. Vì vậy bài hát này của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, ca khúc So Đo, con muốn dành tặng cho tất cả quý vị hôm nay. Quý bà con có ngại giơ tay cao không ạ? Nếu không ngại cho con xin những tràng vỗ tay và những cánh tay kêu cao của bài hát này, thật là ý nghĩa à. Chút xíu con xuống dưới được không ạ? Nước sông xô cũng dễ dò, mà lòng người sao đoán được quá khó. Kiếp nhân sinh trăm lần đỏ, hỏi lòng người sao tránh khỏi so đó. Mỗi chúng ta mỗi phận người, nghèo hèn giàu sang đâu thể thay đổi. Cũng sinh ra chung phận người, mà người trăm tuổi kẻ chỉ đôi mươi. Đừng so đo thiệt thua với đời, mười ngón tay khó che mặt trời. Lời danh đông đầy rơi con cảm ơn, giữ lại được chi khi lìa thế giới. Đường giàu sang người số kém chạy, đường dối gian lắm người trả vay. Đường hoa thơm vạn kim đắm say, mà đường thoát tâm vài kẻ thôi vơi. Xin lỗi, có những lúc mà quý vị lên tặng hoa con hơi mất tập trung,
Có khi con quên lấy, quý vị cũng thông cảm cho con nha. Tại vì người nghệ sĩ muốn tròn trịa thì đứng hát rất là tập trung. Đôi khi lơ là quên, quý vị đừng có buồn con nha. Mỗi chúng ta dùng phận người nghèo hèn giàu sang đâu thể thay đổi. Cũng sinh ra chung phận người mà người trăm tuổi kẻ chỉ đôi mươi. Đừng so đo thiệt thua với đời, mười ngón tay khó che mặt trời. Lời danh đông đây rồi cũng vơi, giữ lại đôi chi khi lìa thế giới. Đường giàu sang người xô kế chạy, đường dối gian lắm người trả vây. Đường hoa thơm vạn kim đắm say, mà đường thật tâm vài kế thôi vơi. Đừng so đo thiệt thua với đời, mười ngón tay khó che mặt trời. Lời danh đông đây rồi cũng vơi, dù lại đôi chi khi lìa thế giới. Đường dẫu sang người xô kế chạy, đường dối gian lắm người cha ơi. Đường hoa thơm vạn kim đắm say, mà đường thuật tâm vài kế thôi vơi. Hoa thơm vạn kiếp đắm say, mà đường thật tâm vài kế thôi vơi. Con cảm ơn các cô các chú rất nhiều. Dạ con cảm ơn. Dạ. Sẵn đây cho con nói thêm vài lời nữa được không ạ? Thì trong cái cảm xúc mà cái tình huống mà quý vị tặng hoa cho con á, con cũng có xem một cái đoạn clip là con cũng xúc động lắm, tại vì đó không dám lơ là được. Nhiều khi quý vị biết không, làm nghệ sĩ cũng khổ lắm quý vị, tại vì có nhiều người thì đang hát cái bỏ nhận hoa không hát, thì lúc đó lại được lòng quý vị. Quý vị, những người ở đây không nói, nhưng mà những người xem qua màn hình đó, họ cảm thấy là họ quý vị khuyên xin lỗi, quý vị ở đây thì quý vị thấy tại sao lại bỏ ngang, nhưng mà có người màn hình xem màn hình thì thấy là người nghệ sĩ này trân trọng khán giả. Nhưng cũng có những nghệ sĩ giống như bản thân con cũng nằm trong tâm trạng này. Vừa rồi chị Cẩm Tiên, chị không có thân gì với con lắm, cái này con nói thật, chỉ là một người chị con kính nể trong nghề đồng nghiệp, tại vì chị là người bậc trên con và chị cũng là người nghệ sĩ bên sân khấu, con bên ca nhạc. Nhưng mà con thấy cái tình huống này cho phép mượn sân khấu của anh Cương Dừa, con cũng muốn đính chính một xíu. Con tiếp xúc với chị rất là tuyệt vời, rất là dễ thương, mỗi người mỗi tánh mà quý vị, tính chị rất là kiểu rõ ràng. Rồi chỉ thấy cảm giác là đến nơi hát thì muốn hát cho tròn trịa. Cho nên là có nhiều quý vị khán giả thì đâu có biết mình như thế nào, chỉ cần lên được tặng hoa cho thần tượng là thấy vui rồi, đứng gần thần tượng thấy vui rồi. Nhưng mà đâu biết, có khi quý vị tặng hoa mà nhận cái hoa cái quên lời mất tiêu, giống con hồi nãy là con xém quên lời luôn đó. Cho nên là con nghĩ là chị Cẩm Tiên là tình huống hy hữu thôi. Chị nhiều khi chỉ muốn tập trung cái câu hát đó, hoặc là cái bài hát lâu rồi chị cũng không hát, thì chị hát lên thì chị muốn tròn trịa. Vì vậy chị nói là khán giả chị xuống dưới, tại vì chị thấy quá gần gũi đi. Giống như là bản thân con đứng gần quý vị, con thấy giống như người gia đình vậy đó. Con nói chuyện đôi khi con cũng không có dám không có màu mè gì hết á. Cho nên là con thấy cái tình huống chị Cẩm Tiên á, là kêu cái cô đó, chị xuống dưới đi, xíu nữa em hát xong em chụp hình. Nhưng mà cái hành động đó, cái câu nói đó, cái âm lượng trong giọng nói đó làm cho cái người xem qua màn hình, người ta cảm thấy khó chịu, thấy có vẻ là chị không cần khán giả. Thưa quý vị, ca sĩ, nghệ sĩ nào lại không cần khán giả đâu.
chẳng qua cái tình huống nó rơi vào cái thế như vậy. Thì con nói đến đây con cũng rất là xúc động, là bởi vì con cũng có nhiều lúc con bị như vậy, nhưng mà chưa có bị quay thôi, chứ bị quay thì con cũng sẽ bị những cái lời phản biện trên cộng đồng mạng. Cho nên là nhân đây cho con mượn cái sân khấu này, con đại diện cho những người nghệ sĩ giống như là cái tình huống giống chị Cẩm Tiên. Thì xin lỗi quý vị nào đã suy nghĩ sai lệch về cái tình huống đó. Tất cả nghệ sĩ đều yêu thương quý vị. Bởi vì sao? Quý vị đã ngồi từng giây từng phút như thế này, tụi con thật sự xúc động lắm. Một lần nữa con xin cảm ơn quý vị. Dạ. Con để con ngồi nhà coi live stream hoài, con cũng thấy có những cái con bất bình lắm, nhưng mà thôi thì con nói được lúc nào hay lúc đó nha quý vị. Bây giờ cho phép con hát tiếp nữa, nhưng mà bài hát này hôm nay á, con có bolero nè, có nhạc trẻ nè, nhưng mà con bỏ qua một xíu đi. Con thấy các cô các chú ngồi rất là chăm chú lắng nghe, chắc như đây là những vị khách gọi là đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi. Bây giờ chỉ có ngồi chia sẻ với nhau, đó là cái quý giá nhất. Bởi vì không cuộc đời này cái gì bằng là chúng ta yêu thương nhau. Hơn thua chi là một cái tiêu đề mà con muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Con hát xong bài này thì con chờ cái phiếu yêu cầu quý vị muốn con hát bài nào là con hát theo quý vị nha. Nãy giờ con chọn hai bài thôi. Cuộc đời này đâu biết trước điều gì, nay nói cười thì hãy cứ vui đi, vì đời này cũng giống cơn mưa rào, chẳng đoán được là rơi khi nào. Đừng vì tiền mà đánh mất chữ tình, đừng cười chê khinh khi bất kỳ ai, người giàu sang hay là kẻ cơ hàn cũng như nhau khi nhắm mắt lối thà. Vậy tại sao không yêu thương nhau chân tình? Đời có bao lâu xin đừng hoài toàn tình, tìm mặc lời danh rồi cũng biến tan thành cho. Đời còn gì khi ta nằm xuống nắm mồ, thì thôi hãy bao dung và hãy thứ tha. Dù là ngày mai ra sao ta vẫn mỉm cười, đời này là cõi tạm thôi, hơn thua chi người ơi. Đời như giấc mơ, tình mộng là hết rồi. Quý vị thấy hay không ạ? Hình khi bất kỳ ai, người giàu sang hay là kẻ cơ hàn cũng như nhau khi nhắm mắt lối thà. Vậy tại sao không yêu thương nhau chân tình? Đời có bao lâu xin đừng hoài toàn tình, tìm bạc lời danh rồi cũng biến tan thành cho. Đời còn gì khi ta nằm xuống nắm mồ, thì thôi hãy bao dung và hãy thứ tha. Dù là ngày mai ra sao ta vẫn mỉm cười, đời này là cõi tạm thôi, hơn thua chi người ơi. Đời như giấc mơ, tình mộng là hết rồi. Vậy tại sao không yêu thương nhau chân tình? Đời có bao lâu xin đừng hoài toàn tình, tin bạc lời danh rồi cũng biến tan thành cho. Đời còn gì khi ta nằm xuống nắm mồ, thì thôi hãy bao giờ
xuống và hãy thở thào. Dù là ngày mai ra sao ta vẫn mỉm cười. Đời này là cõi tạm thôi, hơn thua chi người ơi. Đời như giấc mơ, tình mộng là hết rồi. Đời này là cõi tạm thôi, hơn thua chi người ơi. Đời như giấc mơ. Là hết rồi. Cảm ơn quý vị. Không phải đâu, con tập trung á, con nhập tâm á, chứ nếu mà con lơ là thì con thấy cái bài hát nó không có hay. Cho nên là cảm xúc con người nó là quan trọng lắm. Mình không làm gì mình chống lại cái thằng cảm xúc. Cái cảm xúc nó quy định cuộc đời của mình á. Dạ, con cảm ơn quý vị nha. Nữa không quý vị? Dạ, con là người hát cuối cùng rồi. Bây giờ muốn hát như thế nào là thân xác giao cho quý vị luôn. Bài gì quý vị? Của người ta hả? Thì của người ta. Tức có nghĩa là không phải của mình. Em cảm ơn chị. Dạ. Rồi, nếu mà quý vị thật sự là muốn con hát bài hát này, xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn với ca khúc Không Phải Của Mình. Và hôm nay có ba người em học trò của Du đã có mặt trong chương trình, cho nên là rất là thuận tiện cho một bài hát mà quý vị yêu cầu. Với ca khúc Không Phải Của Mình sẽ trở lại với Trung Tính, Trường Ân và Như Mây. Và cho thêm một cái phần bổ sung đặc biệt ngoài luồng cảm xúc hôm nay là bạn trẻ của chúng ta, đó là em Phong. Em Phong nói là thuộc hết bài hát này rồi. Bây giờ song ca với chú Du được không quý vị? Yeah, thử nha. Cảm ơn. Em cảm ơn chị. Vậy thì bây giờ con đứng song ca, con qua đây. Đây, con qua đây. Đó, đây song ca này, đây tâm ca. Đứng riêng nha. Không phải của mình. Quý vị có thể vỗ tay cho không khí chúng ta được già hòa hòa chỗ không ạ? Được đâu. Nhưng vai diễn không cười để bao người nhìn thấu lòng tham. Tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì. Đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí anh em. Đúng không quý vị? Dạ, yeah, đồng tiền đã vô nghĩa thì làm mờ đi lý trí anh em chúng ta. Rồi, con chạy vô chút nào. Quá hay quý vị ơi. Để bao người nhìn thấu lòng tham. Tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì. Đồng tiền vô nghĩa là mở đi lý trí anh em. Không phải của mình, có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho quá nhiều để cành chiều buồn trắng bàn ta. Tình anh em máu thịt mà như chẳng thương yêu gì. Chọn anh gần hơn gần gia đình nỡ nâng lao đao. Đúng rồi. Người anh mơ có nơi đau buồn. Dài người thân đó cứ lo tranh giành anh mất vui sao. Nhìn qua đời hay tình
bài hơn cả con luôn quý vị ơi. Cảm ơn. Ôi trời, không phải của mình mà tính dành luôn rồi kìa. Okay. Không, chú bị phản ứng thôi, quán tính thôi, ai đưa gì cũng lấy hết á, không biết cái gì luôn. Không phải của mình, có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho quá nhiều để cành chiều buồn trắng bàn tay, tình anh em máu thịt làm sao bỏ nhau cho đành. Choàng tay anh gánh hơn gánh gia đình nớm nâng lao đao. Tình ơi, đông biết ơi, cứ lý lẽ nhân sinh chẳng thương con anh mình mà gần ghét thêm một người anh mơ khác nơi đau buồn. Vài người thân đó cứ lo tranh giành anh mất vui sao. Trời cao trông thấy anh em mình như là người dân. Trời cao trông thấy anh em mình như là người dân. Không phải của mình, có tham gia cũng chẳng được. Tiết mục ngẫu hứng mong bà con chia sẻ nha. Cảm ơn con trai rất nhiều, hát quá hay luôn á. Dạ con đọc giải gì trong chương trình này hả? Dạ con được giải nhì. Wow, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Dạ, bây giờ hát nữa không bà con? Dạ, cho con làm cho nó sôi động tí ở phút cuối một bài nha. Dạ, bài cuối nha. Ok. Rồi, quý vị cho con hát cái đi nha. Để chút xíu chụp hình sau, con ở lại chụp hình với quý vị. Dạ, con mà ngồi đứng chụp hình quan sợ mất thời gian của mọi người phía sau thôi. Dạ, cầm giùm anh. Hồi nãy âm thanh hơi hú á, cho nên làm hơi mất tập trung xíu. Bà con ngồi y thinh ha. Bây giờ phút cuối này cho con hát Bolero, nhưng đặc biệt hơn Bolero khác ở con, đó là Bolero Remix. Được không ạ? À? Dạ. Ở đây có ai hồi nãy giờ thấy tê chân tê tay không ạ? À? Ngồi hoài nó cũng tê lắm đúng không? Đứng lên nhảy với con luôn. Ở đây ai nhảy đẹp biết đâu anh Khương vừa mở ra sân chơi, không thi ca hát mà thi nhảy luôn mới ghê. Dạ. Nhảy miệt vườn được không quý vị? Hoặc là sến nhảy được không ạ? À? Đó. Bây giờ Bolero Người Yêu Cô Đơn. Đó đúng rồi. Ê ê ê ê. Con biết là mọi người ngồi nãy giờ là bị tê tay tê chân luôn á. Khởi động cho máu huyết tung hoàng nào. Hey. Rồi, cảm ơn anh trai. Trời ơi, ông này body đẹp quá, ông lùm lắc kìa. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời ai đẹp đôi nhưng sao anh nhảy cái kiểu này là quá, coi như bị sập like luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng.
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thời. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Rạng rỡ khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, bận lòng gì ghê trắng tơi. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa khấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay dần đời mau đổi thời. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình an, cầm đà nghe đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh vườn. Nhìn sáng trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai mưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa xứ nhà nàng. Úp trà thơm đại khách, họ hàng có bác điều khen. Nhờ nàng hái giùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn. Nụ hoa còn dấu như vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Những đêm chớ sầu, em bước qua cầu. Cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau, khi ngó gần nhau. Tình yêu đã vội phai mòn. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ bè bạn. Hoa tình yêu rung vỡ, màu trời tím tím thơ than. Nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng. Làm sao nàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang. Đội nhảy chúng ta đi ra ngoài giữa sân khấu đi à. Đó, đứng đây cho nó đẹp nè. Mọi người biết không, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một đêm nhảy như vậy là chúng ta tăng thêm 10 tuổi nữa. Trẻ hơn 10 tuổi luôn. Ngoại lắc chồng với con nè. Mình lắc về cho cái eo mình nó đừng có mập mập. Vậy mà cái eo con mập quá trời luôn. Vỗ tay là vỗ tay. Hey. Cao đất sông biết đâu mà tìm. Đường đời mình mơ văn néo về đâu. Mong chờ duyên kịp đưa lối bắt cầu. Em mới nhắc lại phố xưa gặp nhau. Trên thế vắng người lúc tan chờ chiều. Ngày mùa một lần anh đến làm quen. Mà em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Yeah. Em ơi, biết chẳng thở ấy. Mỗi khi bóng chiều xuân dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười. Nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chẳng thuốc giây ngày ấy. Đôi tim bớt mong bấy lâu thành lời. Dù rằng đời đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng đời đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phải nhòa. Vui không? Vui nhiều không? Yeah. Con rất là vui khi con làm cho quý vị vui hôm nay. Và khi chúng ta vui thì chúng ta sẽ sống lâu hơn. Yeah, cảm ơn rất là nhiều. Nữa không ạ? À, vui luôn anh ơi. Hơi quan trọng thôi, ông này ông quyết định rồi. Dạ. Em đâu biết hát mấy bài đâu Khương. Dạ, ơi. Dạ, anh... em nghĩ là anh Du cũng sẽ trở lại để, sẽ để trở lại phục vụ quý bà con cô bác. Dạ, con vừa nghĩ bao nhiêu đây là vừa đủ để quý đúng bà con bác còn đi về đường xa nữa. Cho đúng an rồi, toàn. Bà con còn phải về dạ. nữa. Chứ anh Du còn hát tới sáng cũng được mà. Dạ, sùng dạ. quá, vui cảm quá. Cảm ơn quý vị nha, tạm biệt quý vị. Chúc quý dạ. vị một đêm ngon giấc nha. Dạ, cảm ơn anh Du nhiều. Dạ. Con sẽ đứng chụp hình với mọi người, không sao. Dạ, dạ. Dạ vui quá. Dạ một cái không khí âm nhạc rất là hạnh phúc, rất là vui tươi. Dạ cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Dạ quý bà con bác từ từ về nha. Mình còn phần rút thăm trúng thưởng dành cho quý bà con bác nữa. Tự nhiên quyết định vậy đó. Dạ cảm ơn anh Du nhiều. Hẹn gặp lại anh Du. Dạ.
Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đến với phần rút thăm trúng thưởng 5 giải khuyến khích của Anna Nha Khoa và một giải đặc biệt của Thùy Kim Khiết dành cho quý bà con cô bác. Qua phần kêu số của bạn Hải Châu, quý bà con bác nãy giờ nhảy biết còn giữ số không nữa. Dạ, đúng. Quý bà con cô bác, mình ngồi lại bây giờ sẽ đến chương trình rút thăm trúng thưởng ạ. Bữa nay sung quá. Dạ, Khương vừa cảm ơn Anna Nha Khoa và Kim Khiết Diamond đã tài trợ cho đêm nhạc của Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn. Cảm ơn rất nhiều. Bà con cô bác thân mến, tuần sau thì 30 tháng 3 2024 đêm nhạc của mình sẽ có sự tham gia của ca sĩ Chế Thanh, của nghệ sĩ Linh Tâm, của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, của ca sĩ Chu Bin. Hy vọng quý bà cô chú anh chị sẽ dành thời gian đến để xem chương trình ha. Và mời bạn Hải Châu mình sẽ ra sân khấu để mình kêu số để xem bà con bác nào ai may mắn ha. Dạ. Dạ, một tràng pháo tay thật lớn luôn mà bà con ơi. Dạ, với sự dạ. xuất hiện của bạn Hải Châu. Dạ, và phần quà đầu tiên là phần quà của bạn Thùy Kim Khiết ạ. Lặng lặng mà nghe tôi chiều còn thời gian. Trời xa mà còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Chúng anh lại quá thân là trai, chúng anh lại quá thân là trai. Từ hình chung đơn giản đi là trai, người đã trai đã chúng anh đại. 732 732 732 dạ số 732. Dạ giờ chết là một là đi về hay là mất số. Dạ ai số 732 ạ? Kiểm tra kỹ bà con bác. Dạ 732 với bà con là một phần quà rất là giá trị luôn á. Không có khi nào đang chụp hình bên chỗ anh Du không? Nhiều khi chụp hình cái quên luôn. Dạ. Dạ Khương vừa điểm 123, nếu không có Khương vừa sẽ qua số khác ha. Dạ rồi. 1 2 Dạ 3, không có ai hết trơn. Dạ, tiếp tục. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cỡ ra mà con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Gió đưa cây cái gì trời, anh mẹ vợ bé bỏ bè chứ con thơ tay ấm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đôi thúng bông. 770 770 có số nè chị, 4243 nè, 44 nè, không số này đó, số đó đó, dạ đúng rồi số đó đó, dạ dạ 770 à, dạ số 770 mà con bác ơi, dạ anh trai đúng không ạ, dạ la ve cờ hình xích lô xin dừng chân. Đây là một khán giả quen thuộc của Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn. Cảm ơn anh rất là nhiều, bữa nay tới lượt anh trúng rồi ha. Đó, em nói có công mày sắc có ngày cũng nên kim thấy không? Hết vốn rồi. Hết vốn hả? Mấy giây mới được trúng. Rồi bán cái sợi dây này đi. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Đây là một sợi dây may mắn đến từ Thùy Kim Khiết. Trời dạ. Qua dạ. Vàng hả ta? Vàng dạ, đó vàng. Vàng luôn cô bán ơi. Dạ. Trúng vàng thiệt luôn. Dạ đúng rồi. Em của... nhớ không lầm thì hình như là trị giá 3 triệu. Hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu. Đây là phần quà của Thùy Kim Khiết. Dạ dành tặng cho quý bà con cô bác. Hôm nay thì bạn bận công việc nhà cho nên không có lên đây để trao quà cho quý bà con cô bác. Thùy chuyển lời vô Khương vừa tặng cho quý bà con cô bác. Kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Quý bà con cô bác nhớ ủng hộ Kim Khiết Diamond nha. Dạ dạ Thùy Kim Khiết cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh dạ, trai. Dạ xin cảm ơn dạ. Anh. Dạ tiếp theo ha. Giờ 5 phần quà của Dung Văn Dung Vé. Dạ bây giờ 5 phần quà của chị Dung Văn Dung Vé là bà con muốn chị Dung ca chung lô tô với con không ạ? Gì dạ được, vỗ tay thôi lớn rồi. Lên bà con ơi. Kêu mình đi, kêu chị Dung kêu không ra số không tới sáng lên. Rồi. Lỡ rồi chị, chơi không? Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây, con cờ gì đây. Ở đây em sắp không quen, theo nhau lên tàu về quê ta sắp vui hơn. Tới đây thôi em kêu tiếp đi. Gì vậy chị? Tôi nói không có ra số mà. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Cô ơi cô định đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe trời ơi cô định đi lấy chồng. Để hai thằng buồn bên bài hát đi cây bông. 110
1010 La ve cờ hình xích lô xin dừng chân. Chúc mừng chị Liên nha. Chúc mừng chị Liên. Đây. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi chị. Trao quà đi, trao quà đi. Trồng trồng cây có hoa. Dạ dạ dạ. Dạ. Chị đến dạ, hội quán là tuần nào cũng đến đúng không? Dạ chúc mừng chị nha. Trồng cây nở hoa rồi cô bác ơi. Dạ, cô bác đi tới đây cứ trồng cây là nở hoa. Dạ. À, cảm ơn chị. Dạ. Đúng mỹ phẩm dành cho chị luôn ha. Dạ bây giờ chúng ta bắt đầu dò số. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây. Chúc mừng ta. Cùng con bài phân lúc đóng trò đài la bà thiên, nhiều người xem phai nhưng mà khen bà quan âm là chúng anh đài. 462 462 462 số 462 bà con bác ơi. Dạ 462 đang ngồi ở đâu ạ? Dạ bơ sống nào 462 trúng thưởng phần quà là bộ mỹ phẩm mà của Dung Dân Dung Dễ dành cho quý bà con bác. Dạ số nào? Dạ ai 462 ạ? Dạ bộ mỹ phẩm trắng da dành cho các chị em ạ. Dạ 462 ạ. Có quý bà con cô bác nào có số 462 không ạ? Rồi chắc đi về nữa rồi, mai coi lại chương trình thấy mình trúng thưởng mà không có ở đây. Dạ vậy em bóc số tiếp gì nha. Đây, số em tiếp 123 bóc tiếp nha. Dạ 123. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây. Biên cương thấy quyết đấu anh hùng Hà Tứ Xanh, xóa tâm ơn nơi này kim cương giao về, ta thề quy chánh tha cho vườn bất chúng vô nghị, tranh tài nhau giáo gương phù cùng so trở nên nhung nhường. Cha ơi hỡi hiếu ân còn mãi ghi, dám dám đầu tranh hùng chung một ngày chúng quân binh đừng nói câu thầm tình, ta thề nghĩa không tha cho phường giáo nhang vũ quay về nơi chốn ma mà muốn. 194 194 la ve cờ hên xích lô xin dừng chân. Thấy rõ ràng là cái ông cha ông chúng mà ông không dám nhận, ông đẩy cho nhỏ con gái lên nhận kìa. Lãnh đem về tặng mẹ. Rồi chào con gái. Rồi kiểm số nha con. Rồi cảm ơn con. Rồi đúng 194 chúc mừng con nha. Rồi gửi về cho mẹ nha. Chúc gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Rồi tiếp theo. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra. Cờ ra mà con mấy. Con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Dạ chị kêu mấy gì ra, mấy gì ra. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã xung trận cả năm người như một. Dạ 855. Trời đất ơi. À, mà 855. Dạ số 855 bà quá ơi. Dạ số 855. À của cho ông chú lên luôn. À dạ. Anh chị hình như là tuần trước là giao lưu đó. Tuần trước nữa giao lưu dạ, á. Dạ dạ. À tuần trước anh hát giao lưu nè. Không 854 mà. 854 ăn ngủ được không? À có 855 kìa. Ôi dạ. 854 là của ảnh, còn 855 là của bà xã ảnh. Chúc mừng anh nha. Ủa bữa nay anh đi có chị không? Vậy đó hả? Rồi sao chị không lên lãnh? Vậy đó hả? Dạ. Rồi chúc mừng anh nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi xuống tạm bà xã nha. Dạ rồi tiếp tục dò số. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây. Dạ còn hai phần quà đó quý bà con cô bác, mình tập trung dò số ạ. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Ngoài biển cứu gió cũng vui mù mịt mờ, giặc xâm lấn tấn công lan tràn khói mờ, bầu trời tan khóc quê thương bình đau buồn, lòng lý khắp thương chiến tranh đìa nhau. Một sao sao, một sao sao,
một sáu sáu một sáu sáu một sáu sáu lá ve cờ hình xích lô xin dừng chân. Dạ chúc mừng chị gái. Dạ em mời chị ạ. À. Với cái dòng mỹ phẩm này thì các chị khi mà dùng thì khoảng 10 ngày đến 15 ngày là bắt đầu hiệu quả rồi. Làn da bắt đầu trắng lên rồi. Dạ. Mời chị. Dạ kiểm số. Dạ. 166. Dạ chúc mừng chị nha. Dạ nhờ Dung trao cho chị một phần quà. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị nhiều nhiều. Dạ bây giờ là một phần quà cuối cùng. Dạ hẹn gặp lại bà con bác vào tuần sau với những phần quà của nha khoa Anh Nam và của Kim Khiết Diamond. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Từ đây xa cách giấc mộng khó ai gặp lại. Cầm giang nàng ơi sao trời chia cánh đôi ta. Cuối sinh thành hoàng đừng cánh chia đôi tình ta. 803 803 803 803 803 803 803 803 803. Chưa cả nhà ơi chưa ra số chưa. Chưa có ai trúng á, từ từ mà cũng 803 803 đâu ạ? Dạ 803 ạ. 803. Dạ có mà bà con cô bác ơi. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây, cờ gì đây. Alibaba như chàng dung sĩ hát vang lời ca. Alibaba khi xưa Alibaba như chàng dung sĩ hát vang lời ca. Alibaba 183 183 183 183 183 183 183 183 là ve cờ hên xích lô xin dừng chân. Ai đâu chị ồ chị hả? Dạ. Dạ rồi cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều nha. Bà con bác mình về an toàn mạnh khỏe nha. Hẹn gặp lại quý bà con bác vào thứ ba thứ năm giao lưu và cuối thứ bảy đi nha. Dạ xin chào tạm biệt. Nhưng vừa cảm ơn nha khoa Anh Nam và Kim Khiết Diamond đã tài trợ cho đêm nhạc của hội quán ngôi sao Mực Dường. Xin chúc tất cả quý bà con bác mình thật nhiều sức khỏe. Dạ xin chào quý khán giả đang xem livestream trên kênh Chú Dừa. Hẹn lại, bye bye. Cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi.